xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả bài thơ gửi cho quan lớn các ngài, tác giả Đỗ Công Thành, tặng riêng cho ông Nguyễn Thành Tài, nguyên phó chủ tịch Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, qua giọng đọc của nghệ sĩ Phạm Tuyền. Xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả cùng thưởng thức. Tặng cho ông Nguyễn Thành Tài vài vần thơ chúc mừng ngài nhập kho. Cao niên 68 vào lò, thật là vinh hạnh cho đời của ông. Giúp cho bồ tặc thành công nên ông đã phải xa chân vào lò. Giờ đây chấm dứt hẹn hò với con nữ tặc con bồ của ông. Quá đam mê phần mã hồng cho nên tất cả trở thành hư không. Vài lời thăm hỏi tới ông, tiếc thay sự nghiệp của ông một đời. 8 năm bốc lịch tuyên rồi, kiếp sau nhớ tránh nơi này nhé ông. Xe sang biệt phủ lâu đài, đất vàng tiền của chỉ là ngoài thân. Vô tình đánh mất chữ tâm, có khi được nếm cơn cân trong đời. Công Thành danh toại một thời, giống như một áng mây trời trôi đi. Vợ tặc cũng có nhiều khi, nó lôi mình xuống là vì đô la. Gian manh các mụ đàn bà, đem con dao sắc để mà giết ông. Một con bồ tặc thành công, cũng chính là nó tiễn ông vào lò. Hùng nhan có kẻ nào vừa, nó đem thể xác đi lừa đàn ông. Không cần khó nhọc mất công, cướp 2.000 tỷ của ông dễ dàng. Cho ông lên đỉnh nhẹ nhàng, khiến ông ngã ngựa hết đường công danh. Một ông phó trực Công Thành, công danh có được đã nhanh tàn dần. Mây mưa với kiếp hồng trần, đem theo phận bạc cho đời của ông. Cuộc đời sự nghiệp về không, vì con bồ tặc khiến ông tàn đời. Bút phê ông đã ký rồi, bây giờ ông phải thu hồi làm sao. Bắc thang lên hỏi trời cao, tiền của cho gái làm sao đòi về. Khi còn đương chức đương thời, bỉ khinh quất nạt những người thường dân. Thị phi đen trắng bất phân, chắc ông đánh mất chữ tâm lâu rồi. Trở thành thoái hóa suy đồi, chỉ ngồi tính toán miếng mồi nào ngon. Công về cho vợ cho con, hỏi ai không mỉa mai con người này. Xe sang biệt thự lâu đài, bồ bịch gái gú cũng tài mới hay. Đất vàng nhà nước sang tay, tại vì ông đã quá say men tình. Loại người tâm địa bất minh, đúng là một loại đáng khinh trên đời. Làm mưa làm gió một thời, nay nhận quả báo đáng đời cho ông. Ra tòa kêu khóc kể công, nước mắt cá sấu của ông tuôn trào. Anh hùng thiên hạ ngày nào, bao nhiêu công trạng ông đều phô ra. Người dân nước Việt Nam ta, cả toàn dân tộc đều là có công. Không riêng chi một mình ông, cho nên ông chớ kể công với tòa. Làm bao chuyện xấu vừa qua, chính tả ông đã nhận ra cả rồi. Xin ông ngoan ngoãn nghe lời của quan tòa đã định hình tội danh. Hết thời chúa tể rừng xanh, hết thời ngáng dọc oai danh lấy lực. Vào tù chắc nghĩ lung tung, thời gian 5 tháng đi cùng với ông. Đô la với Việt Nam đồng,
giờ nó không phải đi cùng với ông. Đời ông giờ đã trống không, cũng do thằng Việt Nam Đồng gây ra. Và con bồ tặc gian tà, đó là hai kẻ làm ông tàn đời. Đô la với Việt Nam Đồng, hai con ác quỷ không tha người nào. Đạn bọc đường chốt ăn vào, thế nào trả được mời vào thiên lao. Đúng là khổ nhục nhường nào, vào đấy mới thấy nghẹn ngào đắng cay. Sinh ra viên đạn bọc đường, quan viên thấy ngọt nên thường ham ăn. Truy tìm cho rõ nguyên căn, vì sao họ lại thích ăn kẹo này. Loại này đặc tính thật hay, luyện từ nước mắt mồ hôi dân cày. Quan tham thích loại kẹo này, ăn mấy viên thấy nó say vài đời. Chất lượng thật quá tuyệt vời, vô cùng quý giá ở trên đời này. Từ công thương đến dân cày, ai ai cũng phải hàng ngày siêng năng. Mồ hôi nước mắt quanh năm, mùa màng thất bát khó khăn không sờn. Trời xanh nhiều lúc giận hờn, thiên tai bão lụt lan tràn khắp nơi. Biết bao khổ cực trên đời, quanh năm phải chịu quá nhiều đắng cay. Nhưng dân mình vẫn bền gan, đổ xương đổ máu vẫn không sờn lòng. Mồ hôi nước mắt luyện thành, chính là viên đạn bọc đường này đây. Khó khăn vất vả ai hay, người dân phải cố nai lưng ra làm. Ngày đêm sớm tối chuyên cần, để còn cung cấp nuôi quân nước nhà. Lại thêm một bộ máy quốc gia, phòng ban công sở bao la cổng cảnh. Cấp lương cấp bồng đã đành, lại còn có kẹo để dành lưu kho. Người dân chịu khó chăm lo, nhưng không biết kẹo trong kho thế nào. Vì ăn thấy rất ngọt ngào, quan tham lớn nhỏ ăn vào thấy ngon. Mồ hôi nước mắt máu son, quan tham liếm sạch chẳng còn thứ chi. Bá vinh hoa thật diệu kỳ, nhiều khi nó cố ngồi lì trong tâm. Rồi biến thành giặc nội xâm, kẻ thù số một của dân tộc mình. Từ thôn xã đến triều đình, quan tham ăn kẹo chẳng kính sợ gì. Giờ đang đại dịch Covid, bao nhiêu người phải cách ly nhiều ngày. Khó khăn chồng chất lúc này, phải đoàn kết lại chung tay diệt thù. Đồng lòng tiêu diệt Covid, mạnh thường quân cũng từ bi hết lòng. Nhiều người góp của góp công, như Phạm Nhật Vượng, ông không quản gì. Mấy trăm tỷ bạc nhận ghi, tình thương dân tộc diệu kỳ bao la. Chỉ riêng nước Việt Nam ta, nghĩa nhân lừng lẫy đậm đà gian nan. Mấy bà lão ở Nghệ An, chỉ còn trục trứng cũng mang làm quà. Tấm lòng quý giá các bà, món quà từ thiện, món quà nghĩa nhân. Đó là một chút tri ân, hiện lên nét đẹp của dân tộc mình. Thế mà có kẻ bất minh, là Nguyễn Nhật Cảm đang khinh bỉ này. Kết giao với một đường dây, mua máy khai khống hơn 5 tỷ đồng. Mua hai báu bày lạ lùng, hơn 5 tỷ bạc đi cùng hắn ta. Loại người thật quá xấu xa, kẻ vô liêm sỉ làm chi phải người. Thật kinh tởm loại người này, nó ăn thực sự quá dày của dân. Chính tà nó cũng bất nhân, biến mình thành kẻ tiêu nhân trên đời. Nay thì đã mặt vận rồi, đáng chờ ngày bước chân vào thiên lao. Thực là nhục nhã biết bao, quyền uy địa vị thanh cao quá rồi. Ô danh nhục nhã muôn đời, khiến con cháu phải mang lời mỉa mai. Nguyễn Du nói quả không sai, chứ tài chứ mệnh cả hai dồi dào.
tâm ông đánh mất khi nào? Để chú tai phải theo hoài bên ông, chú tai đã lập được công, về đã bắt được ông mang vào lò. Bây giờ ông chẳng phải lo chức danh giám đốc đang cho ngày nào. Thực là nhục nhã làm sao, án này sẽ phải mức cao khung hình. Đáng đời cho kẻ bất minh, sống không có nghĩa có tình với dân. Là phường vô lại bất nhân, trong khi đại dịch khó khăn muôn vàn. Không bằng các mẹ Nghệ An, chỉ còn trục trứng cũng mang làm quà. Hỡi ông nhật cảm xấu xa, có thấy hổ thẹn với các mẹ già nhà quê. Tiếp theo chương trình là bài thơ Chắc tay chèo lái, tác giả Trần Ngọc Quân. Việt Nam bác chồng thật là tài, diệt trừ tham nhũng chẳng kể ai. Bắt hết quan tham hèn vô lại, để cho đất nước rạng ngày mai. Vươn tầm thế giới cùng sánh vai, muốn dân nước Việt cảm ơn ngài. Thuyền trưởng kiên trung tay chắc lái, con tàu đất nước đến tương lai. Tiếp tục chương trình là bài thơ Hai bác kính yêu, tác giả Thu Hồn. Đã lâu chỉ thấy bác trai, nay thấy bác gái ai ai cũng nhìn. Hai bác rất đẹp và xinh, hiền hòa phúc hậu, dân tình mến yêu. Chúc bác có sức khỏe nhiều, phục vụ tổ quốc là điều dân mong. Chúc bác sống khỏe trăm năm, để đốt hết củi từ trong ra ngoài. Lò đáng cháy mạnh bác ơi, lửa hồng thán đỏ khắp nơi đang chờ. Từng giây từng phút từng giờ, chúng tay chung sức đợi chờ niềm vui. Cả nước mong lắm bác ơi, tấm gương của bác sáng ngời Việt Nam. Xin được kính chúc cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sức khỏe, hạnh phúc, để bác tiếp tục chèo lái con thuyền Việt Nam, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Tiếp tục chương trình là bài thơ Bác Trọng kính yêu, bác ơi, tác giả Thu Hồn. Xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả tiếp tục lắng nghe. Đại hội đảng sắp đến rồi, niềm tin yêu bác sáng ngời toàn dân. Đại hội đảng đến rất gần, mong bác tiếp tục cho dân được nhờ. Để dân đỡ phải âu lo, trái tim của bác hơn kho bạc vàng. Mong bác tiếp tục sẵn sàng, làm thêm khóa nữa đàng hoàng hơn xưa. Bác ơi cháu xin kính thưa, mong bác tiếp tục bí thư khóa này. Cả nước mong bác từng ngày, bác hãy cố gắng ra tay bác à. Tuy rằng tuổi bác đã già, nhưng sự lãnh đạo bác là siêu sao. Cả nước ơn bác biết bao, tất cả sâu mọt cho vào lò nung. Cháu mong bác tiếp đến cùng, để cho ngọn lửa cháy bùng trong ta. Đốt cho sâu mọt thành ma, vì thế cháu muốn bác là bí thư. Bác ơi mong bác hãy ở, bác hãy tiếp tục bí thư khóa này. Chúc bác sức khỏe tràn đầy, bảo vệ tổ quốc tháng ngày bình yên. Kính tặng bác Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bài thơ kính gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, người anh hùng chống dịch Covid, tác giả Thu Hồn. Cháu biết rằng bác đang lo việc nước, dịch rất căng, nguy hiểm cháu biết rồi. Nhưng sức khỏe quan trọng lắm bác ơi, nhìn bác buồn cháu rưng rưng giọt lệ. Mong toàn dân ta hãy luôn tự vệ, lo cho mình cho tổ quốc ngày mai. Bác Đam ơi đừng thức nữa đêm dài, bác ngủ đi để ngày mai tính tiếp. Cháu biết rằng bác đang lo việc nước, triệu con tim đang cần bác từng giờ. Bác Đam ơi
sự ảo tưởng hay mơ, cháu ước gì cho tai qua nạn khỏi, sự bình yên cả nước đang mong mỏi. Thương bác nhiều, tổ quốc quyết chung tay. Cháu căm thù những kẻ ác quanh đây, tham đồng tiền đưa dân Tàu sáng nước. Kẻ ác kia không nghĩ điều xấu trước, để Việt Nam chịu hậu quả đau buồn. Cháu thương bác vất vả lắm luôn, nét mặt buồn thêm nhiều râu tóc bạc. Bác vui lên để cùng dân hợp tác, bác đừng buồn, hãy ngủ tí bác ơi. Còn Covid kia làm bác thức mãi thôi, xong dịch rồi bác ra tay trị kẻ, vì đồng tiền mà nó luôn bán rẻ, để nước ta nguy hiểm biết chừng nào. Cháu căm thù nhưng chẳng biết làm sao, tất cả nhờ trái tim yêu của bác. Tiếp theo là bài thơ Không Thể Nào Tin Đó Là Sự Thật, tác giả Nguồn Sưu Tầm. Dũng nhiều hơn cả chiến tranh, một bầy tướng tá hôi tanh một bầy. Bom đạn còn phải bấy chày, đồng tiền bẩn thỉu giết mày ngon ơ. Nhà tù bọn chúng hằng mơ, thì lò bác trọng bây giờ cho luôn. Cô ơi, đâu phải tại trời, là do xả lũ di rời suối sông. Rừng ngàn phá đá trống không, dân nghèo chỉ biết còn trống vào trời. Lãnh đạo thì nói như đài, quan trên quan dưới chỉ tài vét vơ. Con giờ như mất tuổi thơ, bỗng dưng thành kẻ bơ vơ giữa đời. Kết thúc chương trình là bài thơ Có Một Tấm Lòng Nhân Ái, tác giả Nguồn Sưu Tầm, thân tặng anh Đoàn Ngọc Hải. Phạm Tuyên xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin được kính chúc toàn thể quý vị khán thính giả sức khỏe, hạnh phúc và xin được chào tạm biệt. Thân ái. Anh là ai? Người trai của Thanh Trì. Phải chăng anh bất cẩn ngang trái, vào quân ngũ 3 năm nếm trải, bước ra ngoài gặp phải lắm gian nan. Đường công danh thăng tiến bấy nhiêu năm, xong đại học bằng cử nhân kinh tế, từ ở phường lên không cần vai vế, làm kiểm tra quận ủy tín dụng. Có kẻ bảo anh là người nổi máu khủng, anh đã tự tin như chính anh khẳng định. Phó chủ tịch anh ra tay làm mạnh, hứa với dân đòi lại vỉa hè. Đụng chạm đến sân của bọn ăn chia, lời hứa không thành anh làm đơn xin từ chức. Việc anh làm như hồi chuông báo thức, cán bộ đảng viên quyết chí không lùi. Thế trận binh quyền không thể buông xuôi, một cây anh có thể nào chống được. Điều động chuyển đi sắp xếp để nhân hòa, giám đốc công ty anh danh lợi chẳng màng, anh vẫn quyết từ quan không có gì ngần ngại. Về lại làm dân đâu phải là thất bại, dựng thêm nhà lo xây tổ ấm cho dân. Thương người nghèo quên cả bản thân, bao bệnh nhân chờ bán ngô để có tiền đi viện. Những mảnh đời đang đợi cơm từ thiện, gặp cảnh người nghèo anh chăn chờ không yên. Sắm xe về không phải để kiếm thêm tiền, anh lại ngày đêm đón đưa người bệnh. Động cơ của anh không phải bằng khẩu lệnh, mà chính là tiếng gọi của trái tim. Thương dân nghèo anh không thể ngồi im, đưa đón bệnh nhân khắp mọi miền đất nước. Chia sẻ tình thương của người tâm huyết, bằng tấm ân tình hơn cả người thân. Trân trọng anh người tài xế vì dân, bỏ trốn quan trường về làm người từ thiện. Sống như anh để dân càng kính mến, người con trai Hà Thành vùng quê gốc Thanh Trì. Chúc anh bình an trên mọi nẻo đường đi, cũng chính anh nhắc báo người tử tế.